everybody. My name is Thắng. I'm an English teacher at Bassas Secondary School. Today, I would like to introduce the team Touch Question. Nay cô sẽ dạy các em chủ đề ôn thi và người. Touch Question, đó là chủ đề câu hỏi đuôi. Ở trong phần chủ đề này, cô sẽ khái quát về nội dung trong phần chủ đề này. Cô sẽ đưa ra phần thứ nhất, đó là phần định nghĩa về câu hỏi đuôi. Phần thứ hai, đó là cách thành lập câu hỏi đuôi. Phần thứ ba, đó là những lưu ý quan trọng trong câu hỏi đuôi. Phần thứ tư, đó là bài tập vận dụng. Chúng ta sẽ vào phần thứ nhất. Phần định nghĩa. Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi ngắn dùng để xác minh thông tin là đúng hay không, hoặc khi khuyến khích một sự hồi đáp từ phía người nghe. Nghĩa của câu hỏi đuôi là có phải không. Phần thứ hai, cách thành lập. Cách thành lập cô sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là đối với động từ to be. Nào, for example, see our teacher in the sea. Em nhìn vào phần ví dụ này, chúng ta thấy phần câu hỏi đuôi phải có hai phần. Hai phần đó là mệnh đề chính và phần đuôi. Mệnh đề chính và phần đuôi được nối với nhau bởi dấu phẩy. Ở đây với động từ to be thì các em nhớ là động từ to be ở câu hỏi đuôi ở đây là see, is, thì ở câu phần đuôi đó là even, see. Phần mệnh đề chính là khẳng định thì phần đuôi sẽ là phần phủ định. Và ở phần phủ định này chúng ta nhớ viết tắt, chúng ta phải viết tắt ở phần đuôi này, em phải viết tắt. Thì chúng ta ở đây chúng ta phải đưa ra công thức, đó là chủ ngữ cộng động từ to be, đằng sau phần đuôi sẽ là be not, to be not cộng với chủ ngữ. Chủ ngữ ở đây nó sẽ động từ to be ở đây sẽ tương ứng với phần chủ ngữ này. Đấy. Ở phần to be này chúng ta có thể dùng ở hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn. Động từ to be đi tương ứng hiện tại đơn và quá khứ đơn. Phần thứ hai, và chúng ta lưu ý tiếp cho cô một phần nữa, đó là phần mệnh đề chính là khẳng định thì phần đuôi sẽ là phủ định, và nhớ là phải viết tắt. Và mệnh đề chính là phủ định thì phần đuôi sẽ là khẳng định. Sang phần 2, đó là đối với động từ thiết thiếu. For example, she can swim, can she? Đây, chúng ta nhìn thấy động từ thiết thiếu. Động từ thiết thiếu ở mệnh đề chính là động từ thiết thiếu nào? Thì phần đuôi các em sử dụng cái động từ thiết thiếu đó tương ứng để cho vào phần đuôi. Và ở đây cũng phần mệnh đề chính là khẳng định thì phần đuôi sẽ là phủ định và ngược lại. Em sẽ nhìn vào đây, cô đưa ra công thức chủ ngữ cộng với modal verb cộng với động từ chính. Sau modal verb này là động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu thì sau đó phần đuôi chúng ta dùng modal verb not cộng với chủ ngữ. Ở phần mệnh đề chính là khẳng định, phần đuôi sẽ là phủ định. Mệnh đề chính là phủ định và phần đuôi thì sẽ là khẳng định. Đúng không? Phần tiếp theo, phần 3, đó là đối với động từ thường. Ở động từ thường, em nhìn ví dụ she likes apple dancing. Ở động từ thường nó khó hơn một chút, đó là các em phải xác định được cho cô cái trợ động từ ở đằng câu hỏi đuôi. Thì cái trợ động từ đấy nó lại tương ứng với cái động từ của mệnh đề chính. Mệnh đề chính là thì hiện tại đơn, thì trợ động từ ở đây sẽ là down hoặc là don't, nó phụ thuộc vào cái chủ ngữ đằng sau. Đi đấy, đi với chủ ngữ she he it ở đây sẽ các em sẽ tương ứng down, còn đi với chủ ngữ I you we đây thì ở đây các em sẽ dùng don't. Cô sẽ đưa ra một công thức chung đối với động từ thường, đó là chủ ngữ cộng động từ ở mệnh đề chính.
nó cộng với chủ ngữ. Thì phần trợ động từ này các em nhớ là nó phải tương ứng với động từ. Động từ ở đây là hiện tại đơn thì chúng ta sẽ đi với doesn't hoặc là don't. Còn động từ ở đây nó ở thì quá khứ thì các em sẽ đi với didn't. Ở đây nếu mà khẳng định, mệnh đề chính là khẳng định thì phần đuôi sẽ là phủ định và ngược lại. Ở mệnh đề chính là phủ định thì phần đuôi sẽ là khẳng định. Ở trong phần đối với động từ thường này thì đấy là thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Thế còn đối với thì tương lai thì chúng ta sẽ dùng will. Ở mệnh đề chính thì phía đằng sau của nó, phần đuôi chúng ta sẽ dùng won. Và ngược lại thì hiện tại hoàn thành has và have thì chúng ta sẽ dùng have hoặc haven đối với thì hiện tại hoàn thành. Thì đã chúng ta sẽ vào bài tập cụ thể trong cái phần đấy, cô thầy sẽ giải thích kỹ hơn ở hai cái thì đó là tương lai và hiện tại hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ ba, đó là phần lưu ý. Ở đây lưu ý thứ nhất, em lưu ý cho cô ở câu khẳng định là I am. Ở phần mệnh đề chính là I am thì phần đuôi các em phải sử dụng cho cô, không phải sử dụng cho cô đó là am. Nếu đặt từ bất định chỉ về ngữ
vật thì phần chủ ngữ ở phần đuôi sẽ được thay bằng it. Lưu ý tiếp đó là viết sát ở trong mệnh đề chính thì phần đuôi từ viết sát đó sẽ được thay chủ ngữ bằng it. Di dâu chủ ngữ đó sẽ được thay bằng dây. Em nhìn vào ví dụ. This is the job that he is. There are three apples and they. Yep. Câu thứ 6.
hiện tại hoàn thành have progress. Thì ở đây phủ định của cái từ have này sẽ là haven't, đúng không? Haven't your mother thì sẽ được thay bằng see, mẹ của bạn. Câu thứ 7, he seldom visits you. Ở đây là he hiện tại đơn ở dạng khẳng định, nhưng nó chứa từ mang nghĩa phủ định, thì câu này được coi là câu phủ định. Thì ở đây phía đằng sau phải là khẳng định. Đây sẽ là đá he. Câu thứ 8, I am supposed to be here. Ở đây I am thì vừa nãy chúng ta theo luật đấy, thì ở đây sẽ là am. Am ai? Câu thứ 9, nursing is your. Ở đây từ nursing thì nó sẽ là từ mang nghĩa phủ định, thì ở đây phần này sẽ là khẳng định, đúng không ạ? Và từ nursing này là chỉ vật, thì chủ ngữ của nó ở đằng sau sẽ là is. Ở đây is chưa? Yeah. Đây nursing mang nghĩa phủ định này chưa? Đằng này sẽ là khẳng. Đến câu 10, nobody's called the phone. Câu này là thì quá khứ đơn, nhưng từ nobody này mang nghĩa phủ định, thì quá khứ đơn ở đây là được coi là câu phủ định, đúng không? Thì ở đằng sau sẽ là khẳng định. Ở quá khứ đơn trợ động từ của nó sẽ là đứt dây. Câu 11 đó là less. Ở đây less, sau less thì sẽ là sell we, tức là theo đúng công thức chúng ta làm. Đây câu 12, don't talk in class. Don't talk ở đây là câu mệnh lệnh phủ định, thì phần đuôi của nó sẽ là you. Đấy là bài tập thứ nhất, là bài tập thứ nhất. Là bài tập thứ hai, exercise 2, choose the correct answer. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng. Câu thứ nhất, em sẽ nhìn lên cho cô. Làm we go to Paris with. Đây, từ will và động từ nguyên mẫu đó là thì tương lai. Thì tương lai ở đây là mang nghĩa khẳng định, đúng không ạ? Phần này nghĩa khẳng định, thì phần will sẽ là phủ định. Ở đây thế nào? Ở đây thì tương lai thì đáp án A chúng ta sẽ loại bỏ. Đáp án C loại bỏ đây vì, và đáp án D loại bỏ bởi vì nó là động từ to be. Thì ở đây chỉ còn lại đáp án B, đúng không? Chúng ta sẽ chọn đó là đáp án B, đúng không? Want to see. Câu thứ hai, he can't speak English. Đây là động từ khuyết thiếu, mà ở đây mệnh đề chính lại là phủ định. Thì động từ khuyết thiếu ở đây cô đã dạy rồi, là động từ khuyết thiếu ở mệnh đề chính là động từ nào, thì động từ khuyết thiếu của nó sẽ là tương ứng. Thế ở đây là can, thì động từ khuyết thiếu ở đây sẽ là can. Đó, chúng ta tìm ở đây. Đây cũng một đáp án đó là can. Và ở đây là phủ định mà, thì ở đây là khẳng định. Thì ba đáp án cúp này không được, can này cũng không được vì đây đã là can rồi. Thì đây là động từ to be không được, chúng ta sẽ chọn cho cô đó là đáp án B, đúng không? Can he. Câu thứ ba, I'm too fat. Đây, I am thì đơn giản rồi, đúng không? Am ai ấy thì chúng ta sẽ chọn ở đó là am ai. Cô đã dạy rồi, đúng không? Nó là theo cái luật rồi thì chọn đáp án là am ai. Thì chúng ta sẽ bỏ ba đáp án A, B và D này. Ba đáp án này không chọn được, chúng ta sẽ chọn đáp án C.
định thì vế phía sau của nó phải là thẳng. Thẳng định thì từ dâu này chủ ngữ của nó sẽ là tay bằng dây. Thì đáp án ở trong đây chúng ta sẽ chọn đến một đáp án. Và đáp án ở đây, đáp án thứ nhất, đôn không được, thì hiện tại đây không được. Heavens cũng không được, hiện tại hoàn thành. Heavens cũng càng không được, chúng ta loại bỏ ba đáp án này. Và đáp án chính xác duy nhất đó là đáp án C. Câu thứ 6, don't rock it. Đây theo đúng như luật cô đã dạy đúng không? Đây là câu mệnh lệnh phủ định. Thì ở đây chắc chắn chúng ta sẽ dùng từ gì ạ? À? Đáp án nào ạ? À? Đáp án đó là will. Đây còn ba đáp án sau là không theo đúng theo quy tắc đúng không? Đây.